Hi, mến chào người anh em nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu những người anh em một dòng vàng số hàng Gucci của Đức ha. Một dòng vàng số mới đập hộp và dòng vàng này mới ra đời năm 2022. Nó ra đời đâu đó tầm khoảng tháng 6, tháng 7 năm 2022 ha. Đây, một dòng vàng Gucci Brabus 530. Design Việt Money ha, xuất xứ năm 2022 ha. Đấy, một dòng vàng số cao cấp của hãng ha. Đấy, dòng này là được sản xuất tại Trung Quốc ha. Nói chung vàng số hàng hóa bây giờ thì đa số là China anh hùng là nổi tiếng luôn không. Đấy, và cái con này đập hộp ra ha, còn nguyên thùng xốp. Đấy, hàng mới mà. Đấy, có cái phiếu bảo hành của hãng luôn đầy đủ ha. Rất là ngon. Và em đã tháo sẵn cái nội thất, em quay hình thức bề ngoài cho anh em nhìn không. Đầu vào nó rất là nhiều cắm cái cổng USB vô phát nhạc cũng được nè, tạo thành mấy MP3 phát nhạc cũng được nè, rồi cắm cổng USB vô đường này cũng được nè, rồi đường Bluetooth cũng được nè. Đó, nó có đường Bluetooth này anh em, có cái sóng Bluetooth và có cái mạch DSP Bluetooth anh em nghe đây ha. Và ở đằng sau này đây RCA có hai đường LX1 LX2 luôn không, hai đường này là hai đường main out LR, rồi tới center, tới sub, rồi tới short round, hai đường luôn ha. Và có cái cổng mic ở đằng sau luôn, rất là tiện cho anh em mình lắp tủ máy, đỡ cái tủ dây mic ở đằng sau, nhìn mặt trước rất là đẹp ha. Đấy, nói chung là một con van thiết kế rất là công năng, rất là nhiều. Ở đằng trước có 3 lỗ mic nữa theo hồ cắm ha, rất là nhiều cổng mic. Đó. Và con này chỉnh số cũng được, chỉnh tay cũng được, và kết nối phần mềm máy tính thì cực kỳ đơn giản luôn. Anh em là mua van nhà mình thì mình bày cho cách lót phần mềm xuống, ví dụ như đây mình đã lót sẵn phần mềm xuống rồi ha, thì mình click chuột vô nó chạy thôi. Con này lập trình giống như phần mềm dòng họ nhà X ha. Đấy, anh em thấy đi. Đó, AC dòng họ nhà X đúng không? Đó, AC X. Mic này, bây giờ mình sẽ kiểm tra tiếng mic ha. Đó, mình set sẵn cái 6 chế độ nha anh em. Đấy, mình set sẵn 6 chế độ gì cho anh em dùng thôi. Từ mod số 1 đến mod số 6 này. Đó, có 6 mod tương ứng đấy. Anh em thích cái mod nào thì dứt mod đấy không? Đấy, bây giờ mình sẽ test cái tiếng mic cho anh em xem ha. Đây. 1 2 3 4 5 6 10. Tiếng xì xì của nó rất là dày, mic rất là dày. Mà đứng đấy, anh em thấy không? Cái mic chứ cái loa này này. Đấy, sát bên là có hú đâu, nó đâu có ru đích nào ha. Nói chung là cái van Gucci công nghệ của Đức này nó rất là hay, và khả năng chống hú của nó gần như sát bên luôn. Đấy, em quay trực tiếp cho anh em thấy để mà hình dung ra ha. Nó không có rú rít mic. Và đặc biệt nữa là vẫn là chip DSP của hãng Gucci đặc gia công ha. Đấy, trên cái chip này thì có ghi chữ Gucci, nhưng mà nó thực sự là chip analog device. Analog device 2173 anh em dùng họ nhà ít đây anh em ơi. Đấy. Đó, anh em thấy rõ không ạ? Đấy, thấy chưa? Em soi từng con chip luôn ha, 21375 đó ha. Ở analog device dòng chip của Mỹ, nhưng mà Gucci có đặt hàng không, họ có ghi chữ GD Gucci luôn không, cho nên anh em an tâm công tác về hàng chính hãng của công ty ha. Còn anh em nào muốn tìm hiểu rõ hơn nữa thì lên trang web gucci.vn đấy, tìm hiểu về sản phẩm. Và một con van như vậy hàng mới đập hộp bán đây cho người anh em tiêu dùng, bảo hành 1 năm giá 4 triệu đồng ha. Và đôi loa Gucci GML12 bắt neo chép neo em đã review clip trước rồi đấy. Gucci GML12 bắt neo chép neo, đôi này có giá 15.500.000 đồng ha. À, rất là hợp lý cho mình chơi cái phân khúc hàng xịn ngon bổ rẻ ha. Rồi, mọi chi tiết mua hàng người anh em vui lòng liên hệ 0909043679, hoặc gần cửa hàng thì ghé qua 136 Trần Phú, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định để được xem hàng và test hàng cụ thể. Rất cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo dõi clip. Xin chào, hẹn gặp lại.